tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian trôi mau, cầu yêu thầy đưa qua sông. Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mình là Vương Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Lê Lợi. Hiện tại, mình đang có mặt tại trường trong không khí hân hoan chào đón ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 để bày tỏ lòng tri ân, biết ơn đối với những thầy cô giáo đã không quản ngày đêm mang đến cho chúng ta những kiến thức để vững bước trên chặng đường dài sau này. Rồi thời gian cũng sẽ qua đi, Ngọc cũng như các bạn phải rời xa mái trường tiểu học Lê Lợi với những năm tháng còn hồn nhiên thơ dại. Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà đã khiến mình nhớ mãi, câu chuyện mang tên Thì Nằm Đẹp Đẽ Về Mái Trường Tiểu Học Lê Lợi. Tổ quốc Việt Nam theo mong mỏi của Bác Hồ vĩ đại dần vươn lên từng ngày. Những người lao động trí thức đều qua những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường, thấm đẫm lấy dạng ấm áp của thầy cô. Không ai là thiên tài mà không học, không hỏi. Mầm non của đất nước cũng vậy, trong bộ đồng phục gọn gàng cắp sách từ lớp. Cũng bởi thế, trường học là thứ không thể thiếu đối với niềm khát khao vươn lên trong cuộc sống. Trường tiểu học Lê Lợi, một bông hoa đẹp ẩn mình trong hàng cây cao lớn, đã ồng hành cùng em từ khi mới chập chững bước vào lớp 1. Ngày đầu tiên đi học, sự bỡ ngỡ như muốn trói chặt chân em lại không thể nào bước vào cổng trường. Nhưng rồi, một cô giáo trong tà áo dài thật tha bước đến bên em, cô đặt tay lên vai em, động viên em vào lớp. Bằng lời nói dịu dàng, ánh mắt thuần khiết, cô như đã mở chiếc dây trói đôi bàn chân em ra. Em cùng cô đi vào lớp học rồi bẽn lẽn ngồi vào chỗ mà cô đã sắp xếp. Đến giờ học, cô bắt đầu đọc bài, cô đọc chậm rãi, truyền cảm như muốn học sinh nhớ rõ từng chữ một. Ánh nắng ban mai ghé vào cửa lớp, soi sáng những nét chữ mềm mại nặn nọt mà cô cầm tay chúng em viết nên. Rồi cô giảng toán, những bài toán khó qua lời dạy của cô dễ hiểu đến lạ thường. Kiến thức mới cứ về tuôn rào rào vào trong đầu, ngày nào cũng như ngày nào, cô đều giảng bài thật kỹ cho học sinh nắm rõ. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đó thôi mà cô trò chúng em đã phải chia tay nhau. Cả cô và trò nghẹn ngào không nói nên lời. Rồi chúng em lên lớp 2, lớp 3, chỉ trong một chớp mắt thôi mà bây giờ em đã đến giữa cấp tiểu học rồi. Em đã quen thuộc với ngôi trường, ngày đầu tiên đi học lớp 3 cũng không phải quá lạ lẫm đối với em. Nhưng tại sao trong lòng em vẫn không khỏi nhớ đến hình ảnh người cô giáo đã dìu dắt em như ngày đầu tiên học tập. Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em bước vào, cô chẳng khác gì cô giáo năm lớp 1 của em. Cô mặc áo dài đỏ thướt tha trông nổi bật, đôi mắt đen huyền, miệng nở một nụ cười tươi. Cô dắt chúng em ra sân trường tham dự lễ khai giảng, tiếng trống chào cờ rõ rạc mở đầu, rồi đến bài quốc ca, đội ca vang lên làm sôi động cả ngày khai trường mùa thu. Sau đó là các lời phát biểu của cán bộ giáo viên, những tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Kết thúc buổi lễ, chúng em vào học. Thầm thoát đã đến ngày này, khi cô và cả lớp đã có nhiều kỷ niệm đẹp, thì cũng đã đến lúc chúng em phải rời xa cô. Mới bỡ ngỡ bước vào cổng trường tiểu học, vậy mà bây giờ em đã là học sinh lớp 5, cũng là lớp cuối cấp được ngồi trên ghế nhà trường tiểu học lấy lời bên những kỷ niệm tươi đẹp nhất cùng với những người bạn và thầy cô yêu quý. Những ngày tháng cuối cấp, trong em luôn rào rực, mong chờ từng ngày được đi học, gặp lại bạn bè cùng những thầy cô giáo. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên khắp cả nước nói chung và tình hình ở tỉnh Nghệ An nói riêng đã khiến cho ước mơ được đến trường từng ngày dường như xa hơn. Năm cuối là năm để lại ấn tượng và ý nghĩa sâu sắc nhất với em. Không phải chỉ là do năm cuối còn ngồi lại trên ghế nhà trường, mà ấn tượng từ ban đầu của buổi khai giảng trực tuyến và cũng là lần đầu gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của lớp qua màn hình Zoom. Mặc dù việc giảng dạy và học tập trực tuyến xảy ra rất nhiều khó khăn, nhưng vì cô là giáo viên tận tâm với nghề nên việc học của chúng em vẫn không bị sa sút. Thậm chí, em còn cảm thấy mình học tập tốt hơn rất nhiều. Kết quả năm học lớp 4 khiến em không hài lòng với cách học tập, dẫn đến ảnh hưởng về thành tích học tập. Nhưng từ bước sang lớp 5, nhờ sự dẫn dắt tận tình và chú đáo, kèm theo sự nghiêm khắc của cô đã khiến cho em thay đổi hoàn toàn. Em bắt đầu rút ra kinh nghiệm về việc học, bắt đầu chăm chỉ học tập hơn, tìm tòi, suy nghĩ để củng cố thêm kiến thức. Kể từ đó, em bắt đầu nhận được những lời biểu dương, khen ngợi của cô và cả lớp. Em càng hăng say học tập hơn và nhận ra rằng mình thật sự cũng rất giỏi. Cô giáo chính là ảnh hưởng lớn nhất tới việc học của em. Mái trường thân mến, ngôi nhà thứ hai của em như thế đấy. Trường chỉ đừng biết bao ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của em. Có cả vui, nhưng cũng có cả buồn.
là nơi em tiếp nhận kiến thức, là nơi em vui vẻ cùng bạn bè, là nơi em cố gắng vươn lên và cũng là nơi em lấy lại sự tự tin của chính bản thân mình. Vừa rồi, mình đã chia sẻ cảm xúc thật lòng của mình về mái trường, về thầy cô nơi đây. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Bài học làm người em vẫn nhớ ghi, công cha nghĩa.